hãy tập mang trong mình ý chí của Roger, và giờ đây ý chí của Ace nhất định sẽ xuất hiện và tiếp bước hải trình còn gian dở. Dù dòng máu của họ không còn, nhưng ngọn lửa của họ chắc chắn không bao giờ tắt. Chính là như vậy, bất kể là bao lâu đi nữa, nó vẫn sẽ được các thế hệ nối tiếp nhau. Và ta tin rằng rồi sẽ có một ngày, tất cả những gì thuộc về ý chí đó sẽ được lịch sử ghi lại. Một con người dám đứng lên thách thức cả thế giới chắc chắn sẽ xuất hiện. Tôi đâu có muốn chinh phục cái gì đâu. Ước mơ của tôi chính là trở thành người tự do nhất trên biển, vua hải tặc. Vai trò của tôi là một hoa tiêu. Chỉ cần đó là nơi thuyền trưởng muốn tới, thì tôi có nghĩa vụ phải đưa mọi người trong bang tới đích an toàn. Nè, Luffy, tôi có thể gọi đây là con tàu của giấc mơ. Tàu Sunny của chúng ta vẫn chưa phát huy hết vai trò của nó. Chỉ có một thuyền trưởng cho con tàu của giấc mơ trong tương lai này, đó là cậu. Luffy, lần sau chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ trở thành một trong những đầu bếp hàng đầu thế giới, làm tất cả những gì trong khả năng để giúp cậu trở thành vua hải tặc. Mình phải làm một điều gì đó cho cậu ấy. Mình có thể trở nên có ích hơn với thuyền trưởng Luffy và các đồng đội. Vì ta là người sẽ trở thành một trong những thành viên trong băng của vua hải tặc tương lai, nên không lý do gì phải sợ một tứ hoàng tầm thường như bà. Thuyền trưởng của tôi vẫn đang chờ đợi chúng tôi. Chính vì vậy, tôi cần phải thật lợi hại để Luffy có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào. Luffy, cậu có nghĩ nếu qua vào làn sóng của thế giới dưới sự chỉ dẫn của cha cậu, thì có khi nào tôi sẽ trở nên mạnh mẽ không? Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân tôi phải trở nên mạnh mẽ vì một ai đó. Tôi nhất định sẽ trở thành đại kiếm sĩ di cấu. Không cần lo cho ta. Ông Sen truyền tin. Ủa, nó bắt tay rồi. Ông Sen truyền tin là của chúng ta. Hắn đã lấy hết tất cả, nhưng từ lúc nào chứ? Ta sẽ không để các người báo với tổng bộ hay chính phủ về bất cứ điều gì các người đã nhìn thấy trên hòn đảo. Tên hải tặc sức lão kia, đừng có làm cả nữa. Ngài số cơ, sự thắng đi. Là năng lực của trái OBOB có thể tự do cải tạo mỗi vật. Hãy tránh phạm vi đường kiếm của hắn, nhanh lên. Tôi bị chết rồi nè. Nhưng mà tôi chưa chết. Các người đang cản đường ta, lập tức ra khỏi vòng tròn máu. Vòng tròn nào vậy? Khi ở trong vòng tròn và hắn tạo ra, các người chẳng khác nào bệnh nhân nằm trên bàn mổ. Đây là phòng giải phẫu của hắn. Hắn có thể điều khiển toàn bộ và làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Hắn là bác sĩ ngoại khoa tử thần. Tôi từng bé không có gia đình, chỉ sống cùng mẹ cùng cha mình. Không ai dạy dỗ mình lại sống sâu. Bao nhiêu anh trái thôi lên đời cho giặc sống vỗ. Vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban. Thông minh khiến sống không lời than. Giang hồ vốn dĩ thôi những giấc mơ. Hạ lưu giữa ngày mưa. Ngọt ngào nên thơ. Thank you.
cậu là Luffy hả? Sao mà khác quá vậy trời? Đúng là nhìn cậu có một chút giống cậu ấy, nhưng mà là cậu thiệt hả? Cậu là Luffy thiệt hả? Cậu nói đúng rồi đó, chính là tôi đây. Gì đây? Cái tên đáng ghét này còn có khả năng biến hình nữa sao? Đứng gọn vô đi. Đứng gọn vô hả? Cậu không hiểu sao Luffy, bên trong của quái vật xấu xí này chính là cái bóng của cậu đó. Cơ thể của nó cũng dài ra và nó còn biết các chiêu thức của cậu nữa. Cứ xử chúng hết đi. Tất nhiên thôi chủ nhật. Ô mưa gô mưa đó. Ở đây chỉ có một Luffy mà thôi. Working like Miley.